Trung tâm xử lý bom mìn và môi trường quân khu 5 vừa tổ chức hội nghị lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2019. Năm 2018, Trung tâm đã lãnh đạo, triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ. Chất lượng xây dựng đơn vị từng bước được nâng lên. Cán bộ, nhân viên an tâm tư tưởng, phát huy tốt trách nhiệm, đoàn kết khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Công tác kỹ thuật, bảo đảm an toàn được triển khai đồng bộ, đúng quy trình, nhất là thu gom, vận chuyển, lập hồ sơ xử lý bom mìn, vật nổ, chất độc hóa học và bảo đảm tốt thông số kỹ thuật xe cơ động. Hội nghị cũng đã thảo luận, khắc phục những hạn chế và đề ra phương hướng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2019. Nghiên cứu